Thân mến chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ vào cái video cuối cùng là cái bài tập số 4 và bài tập số 5 của phần language focus 3 này của unit 9 này luôn các bạn nha. Là người ta đề nghị mình là viết cái thì đơn này. Cái thì đơn bao gồm ví dụ là hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn đó vân vân. Đây, mình sẽ giúp các bạn nhìn vô đây nha. Nhìn vô đây là các bạn hiểu người ta đang nói điều gì này. Today. Today là đây là cái cái nhật ký này các bạn nhìn đây. Đó, đây này. này nhìn vào cái sổ nhật ký của bà Nga này các bạn đúng không nhìn vào cái cuốn nhật ký của bà Nga và hoàn thành cái đoạn hội thoại đây các bạn liên quan đến các cái thì đơn này nhá vì hiện tại đơn quá cứ đơn tương lai đơn gì đó các bạn sẽ nhìn các bạn sẽ từng phát hiện ra vấn đề là mình chỉ là bạn nhận ra này cái này nó ghi chữ ngày hôm nay là ngày thứ hai đúng không Monday đó rồi ngày hôm nay là ngày thứ hai và chắc chắn ngày chủ nhật là ngày hôm qua đúng không Xong đấy còn ngày mai là Tuesday Đó, đó hôm nay, hôm qua và ngày mai Hình dung được chưa? Những việc làm của các bạn Nga này các bạn này Nhìn hôm nay bạn Nga làm này Chùi, lau, dọn, lau chùi cái phòng này Đó, clean room là chùi phòng cho sạch đó Giúp đỡ mẹ và học tiếng Anh Lau chùi phòng giúp đỡ mẹ và học tiếng Anh Chúng ta xem Lau chùi phòng giúp đỡ mẹ và học tiếng Anh Lau chùi phòng giúp đỡ mẹ và học tiếng Anh như vậy là ba cái hành động này đều có hết trong ba ngày này như vậy là rõ ràng là đây là một cái hành động Lập đi lặp lại nhiều vậy thì bạn Nga nói này mỗi ngày tôi lau chùi phòng giúp đỡ mẹ và học tiếng Anh quá chính xác đây clean my room help mom ghi nha chỗ trống này các bạn ghi cả, cả cụm này vào and study English study English English help mom các bạn hình dung được chưa mỗi ngày tôi lau chùi phòng giúp đỡ mẹ và học tiếng Anh lau chùi phòng giúp đỡ mẹ và học tiếng Anh đây là thì hiện tại đơn ok chưa hiện tại đơn rồi vậy thì chúng ta xem hiện tại đơn xong rồi thì bây giờ đến quá khứ này các bạn nhìn thấy quá khứ chưa đó bạn đã làm gì vào ngày hôm qua ngày hôm qua là ngày chủ nhật này đã, và đó và đấy chứ là chủ nhật làm gì ngoài ba cái việc này thì còn có xem tivi chơi bóng truyền và đến ở nhà bạn hoa ở cái nhà của bạn hoa vậy thì sao tôi sao tôi đã xem tivi watch lúc này watch có thêm video không có đúng không quá khứ đơn các bạn nhìn này nha watch các bạn cái chữ watch lúc này nè thầy chỉ viết ra các bạn này watch Watch ok một hành động nè Hành động thứ hai, tôi xin tùy chơi bóng chuyền played played. ID nhá. Volleyball này, volleyball này bạn này. nhìn này. đây, đây. Đây, volleyball này bạn nhá. Và ở nhà bạn Hoa nhớ là có ID nhá, đang nói ở quá khứ mà. And ở nhà bạn Hoa stayed đúng không? Stayed. Đó ở nhà bằng hoa ghi vô chấm 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 stayed at Hoa's house ghi vô đây nhé các bạn nhá, nhớ nha vậy thì này mình xem tivi chơi bóng truyền đây xem tivi này à để chúng ta xem còn nhiều 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 việc các bạn ngày hôm qua này một hai ba bốn năm sáu một hai ba bốn năm sáu à vậy thì mình phải nêu ra ba cái việc này nữa chứ các bạn đúng không phải nêu ra sáu cái à vì quá dễ các bạn đây clean Clean này là phải có đi không? Có Clean Đó Clean Đó các bạn nha Rồi uh, Helped mom nha. Clean room là ghi vô nhé các bạn Clean room Đây room Ok chưa? Clean room Cái thứ nhất nha Đây là về là hành động thứ nhất nè Hành động thứ hai là Help mom Quá khứ luôn nha Help Mắm M nha Chữ M này Có quá khứ luôn và hành động thứ ba là gì? Study English, study thêm đi. English. Thầy vừa tắt chữ English nha, English nha. Rồi, như vậy là bảy hành động này, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Đó, bảy cái hành động này. Vậy thì bây giờ tương ứng không? Bảy nè. 1 2 3 4 5 6 6 với 7 ta, cái chỉ lỗi bạn. 1 2 3 4, 5, 6 À xin lỗi bạn, đây 5 thôi Đây 6 nha, cái này một hành động thôi là 5 Đó, ok, chơi bóng trường là 5 thôi Rồi, thì cái, cái, cái ở nhà bạn Hoa là là hành động thứ 6 Đó, đúng không, 6 hành động này 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hành động này thì chúng ta liệt kê vô đây Nhưng phải viết ở quá khứ đơn Hành động thứ nhất I cleaned Cleaned the room Được chưa? Clean room vô đây Help mom Hành động thứ hai Help Mắm là viết vào đây. Hành động số 3. Studied English viết vào đây. Hành động số 4. Watch TV, watch TV, TV. Watch TV nha, nhớ TV viết vào. Đây watch TV nè. Viết vào hành động số 4. Hành động số 5. Played volleyball. Played, played volleyball. Hành động số 5, hành động số 5. Viết vào đây. Và cuối cùng là Stayed at her house. Stayed. Đây, stay. Stayed at her house. house. Đó, được chưa? Ok. Câu này các bạn ok rồi gì? Các bạn hiểu ý mình rồi gì đúng không? Tất cả 6 hành động này các bạn liệt vô. Liệt kê vô. Nhưng phải có quá khứ đơn cho mình. Tất cả đều quá khứ đơn. Bởi vì quá khứ đơn này. Quá khứ đơn này. Quá khứ đơn này. Quá khứ đơn này. Nhớ bỏ y dài để để y ngắn thành y ngắn để thành y đi nha. Cái chữ study này các bạn này. Đó, nhớ nha. Đây, study này. Đây, Nhớ bỏ y dài Đổi thành y ngắn Và thêm y đi Rồi Đó đều là và Quá cứ đơn hết nha Rồi tới chỗ này How about tomorrow Thế thì ngày mai thì sao Đây Ngày mai là đây, đây Đây Tôi sẽ Các bạn nhớ thì tương lai đơn chưa Đây thì đơn Tương lai đơn của chúng ta nè I Will I will Cộng với một động từ nguyên mẫu nào Rồi Động từ nguyên mẫu sau đây 1 2 3 4 5 6 Tiếp tục là 6 hành động Đến ngày mai này Đúng không 1 2 3 4 5 6 1. 2, 3, 4, 5, 6 6 hành động đó Tương tự như vậy Chỉ có điều là thêm chữ will vào là thành tương lai đơn I will study English Viết chữ nguyên luôn nha I, I will Viết mỗi chữ will thôi người ta hiểu rồi Will study English Clean room Help mom Help mom See a movie Visit grandmother Buy new shoes 6 hành động này tất cả cái này giữ nguyên chỉ cần thêm một chữ will là người ta hiểu lên đó nha nhớ đây học tiếng anh lau chùi phòng giúp đỡ mẹ xem một bộ phim thăm bà nói bà ngoại gì đó thăm bà và mua những chiếc giày mới đó các bạn hình dung được cái chỗ này chưa sử dụng cái thì tương lai đơn thì quá khứ đơn thì hiện tại đơn liên quan đến cái đoạn hội thoại này giữa bằng nga và bằng minh bằng nga bằng minh bà nga bà minh đó như vậy là mình đã trình bày như vậy hy vọng các bạn hiểu nhiều lúc thầy, thầy định in ra đó cho các bạn đó nhưng mà vì cái lỗi kỹ thuật cho nên thầy chưa in được cho nên thầy giảng như thế này hy vọng các bạn thấy những cái chữ này các bạn chắc là không có lạ gì đúng không nào vị trí các cái từ đó thì có hết ở đây rồi ok rồi bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập cuối cùng đây là cái phần cũng tương đối khó và sau này đến cái ôn thi học kỳ 2 của các bạn á mình sẽ giảng kỹ nhiều hơn cho các bạn nhớ đây ba cái từ này more less và fewer đến cái trình độ tiếng anh lớp 7 của chúng ta đó Thầy không có nói nhiều chở các bạn rối các bạn không hình dung được Các bạn chỉ cần nắm một điều như thế này More là nhiều Less là ít Fewer là ít hơn Ở bên ít hơn đúng rồi Vậy thì cái bạn đấy này Các bạn nhớ đến danh từ số ít và số nhiều chưa Các bạn nhớ lại kiến thức đó nha More này dùng cho cả số ít và số nhiều được hết Less này à, có xin lỗi Thầy không đề cập đến số ít số nhiều Thầy đề cập đến đếm được và không đếm được thôi Danh từ đếm được Và danh từ không đếm được những danh từ nào không đếm được những danh từ nào đếm được thì các bạn vô trong kênh của mình các bạn xem đầy đủ trong ngữ pháp tiếng anh phổ thông đó những danh từ đếm được không đếm được đó, hoặc thật hoặc là những cái video ôn luyện ngữ pháp thì đã nói rất kỹ rồi các bạn xem là các bạn hiểu ngay danh từ nào đếm được danh từ nào không đếm được vậy thì more này dùng được cho cả hai danh từ đếm được và danh từ không đếm được được hết less này chỉ có được phép dùng cho danh từ không đếm được fewer là danh từ đếm được đó các bạn nhớ nha Ví dụ như nước water Water này các bạn này Đây Thầy viết không rõ Water Nước bản thân nước là đếm được hay không đếm được Không đếm được Nhưng A little One little Ví dụ water cũng như milk Milk Là sữa này Sữa là cũng giống như nước là không đếm được Nhưng khi chúng ta đưa vô Một lít Sữa Thì lại là đếm được Các bạn hình dung được chưa một lít sữa lại đếm được nhưng nếp sữa chung chung là không đếm được tương tự nước không đếm được nhưng một lít nước là đếm được đó A one liter of water một lít nước là đếm được đó các bạn dung được chưa còn nhiều quả trứng trứng này quả trứng đếm được trứng đếm được đó hai quả trứng này bạn thấy chưa rồi vậy thì các bạn để ý đây nha nhìn đây trước này và bây giờ này trước là sao trước thì trước là quá khứ đúng không nào quá khứ này to be quá khứ này có hai quả trứng đây hai quả trứng này một hai một hai hai quả trứng bạn thấy chưa trước thì có hai quả trứng nhưng bây giờ sao bây giờ có nhiều quả trứng hơn một hai ba bốn năm Đó năm quả trứng này bạn thấy chưa nhiều hơn này mô dùng được đếm được và không đếm được dùng được hết bây giờ thì có nhiều quả trứng hơn trước thì chỉ có một lít nước đây các bạn này có một lít nước số ít đúng không đó số ít thì động từ to be đây bây giờ thì có ít vừa một ít lít sữa chứ nói bạn thầy quên, ít sữa, bây giờ thì có ít sữa hơn, ít sữa hơn less này dùng cho không đếm được, đây nãy thầy nói rồi đó, less dùng cho không đếm được, sữa không đếm được và không có lít gì hết, cho nên là không đếm được, các bạn hiểu chỗ này nếu các bạn không hình dung thì sau này mình sẽ làm những video chuyên sâu hơn cho các bạn thì các bạn sẽ hiểu ngay hết nè bây giờ trong phạm vi của unit này thầy chỉ có nói được tới này thôi, sau này các bạn gặp bài tập ôn luyện thì thầy sẽ nói kỹ hơn nữa nha bây giờ có ít sữa hơn, less đi với milk không đếm được này đó đương nhiên phải dùng less và số ít luôn chắc chắn rồi rồi như vậy là nít chính của chúng ta đến đây cũng đã hết rồi hy vọng các bạn thấy các video này có ích và các bạn nhấn đăng ký kênh hẹn các bạn các video tiếp theo chào các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều